mình quyết định là sẽ làm một món ốc, bởi vì là thời tiết ở ngoài Bắc bọn mình giờ đang rất là rét, mà ăn ốc giờ này mà lại còn siêu cay nữa thì phải nói là trên cả tuyệt vời, đúng không mấy đứa? Yippee! Mình đã chuẩn bị ở đây là một rổ ốc. Wow! Rất là hấp dẫn. Ui dồi ôi, các bạn ơi, con ốc này siêu to luôn. Và sau khi mà bọn mình chế biến xong cái món ốc siêu cay này thì bọn mình lại tiếp tục thi ăn ốc nhé các bạn nhá. Lần này Tùng thua đi Tùng nhá. Mày thắng nhiều không biết xấu hổ à? Ta cũng muốn tua lắm chứ, nhưng mà cứ thắng thì biết làm sao bây giờ. Mình toàn về nhì đấy mới cay chứ. Bao nhiêu cố gắng, lần này mình phải quyết định lấy lại nhất thôi. Thôi được rồi, bây giờ bọn mình sẽ bắt tay vào làm món ốc siêu cay luôn nhé các bạn nhá. Đi thôi. Các bạn ơi, mình sẽ làm đầu bếp nha. Giờ chảo nóng. Ấy, nóng rồi. Cho dầu vào. Cho một ít xả vào để cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ cho thêm gia vị nhá. Ớt tươi, xả và lá chanh. Wow. Rồi, trộn đều lên. Wow, mình hấp dẫn rồi đấy. Ui, thơm lắm ý. Mùi lá chanh với xả kết hợp với nhau thì thèm quá các bạn ạ. Wow, chả ốc mùi quá đẹp luôn. Đây là cái gia vị cuối cùng mà mình sẽ cho vào để tạo thành cái món ốc xào siêu cay nhá. Trang ơi, em không nhìn thấy con ốc nào nữa rồi. Mình chỉ thấy toàn ớt thôi. Chắc bây giờ là cuộc thi ăn ớt rồi. Ôi giời ơi. Từ đã, phải đợi chị trộn lên đã chứ. Rồi, bây giờ xúc lên khay. Yeah. Ok các bạn ơi, vậy là cái mâm ốc xào siêu cay của mình đã hoàn thành. Bây giờ mày đưa sắn tay áo lên. Ôi chàng ơi, đây là bọn mình đang đi thi ăn ốc mà. Có phải là đi đấm nhau đâu mà sắn tay áo. Không phải, sắn tay áo lên là để ăn ốc cho nó sạch sẽ, nó đỡ vướng vào quần áo nó bẩn. Đây này, chị bê cái mâm ốc mà đã bẩn hết áo rồi này. Rồi, sắn hết tay áo lên chưa? Rồi ạ. Nhưng mà chàng ơi, cái này không có gì hều. Đúng rồi, cái này ăn sao được. Thế bình thường thì ăn ốc mình lấy cái gì hều nhỉ? Ghi băng. Gai. Cái gì nữa không? Kim. Kim không quần áo ấy. Thế bây giờ là phải đi mua kim băng. Mấy đứa đợi tí nha. Các bạn ơi, mình đã kiếm được kim rồi. Bây giờ chỉ việc khều ốc thôi. Khoan. Không chi. Trời ơi. Sung chi xa xí ngu. Chỉ có một khay ốc duy nhất thôi. Chính vì thế ngày hôm nay bọn mình sẽ là thi ăn nhanh nhá. Xong cuối cùng là sẽ là đếm ốc. Ăn đến khi nào mà hết ốc thì thôi. Bắt đầu tính điểm, ok chưa? Vâng. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi ơi, phải thêu ốc ấy. Ôi giời ơi. 3 nhóc. Hình như nó không có ruột hay sao ấy chàng. Con nào chẳng có ruột. Phải biết thêu. Hôm nay mình không cho làm Tùng tiền á. Mình quyết tâm giữ lại tiền. Giải thưởng hôm nay là 1.999.000. Cày rồi hết, bắt đầu cày rồi. Ui, kim gãy rồi Trang ạ. Kim đầu kim khác. Tê, được 3 con rồi ha. Không ai ăn dừa à. Ui, xin lỗi nhá. Tao cứ sụt vào mặt mày nhỉ. Trời ơi, chẳng có con nào. Anh chọc vào tay rồi Trang ơi. Tao còn chọc vào mồm ấy này. Ơ, đây không ăn dừa. Để sau đi. Cày lắm các bạn ơi. Cày đâu. Cày ngon mà mày. Trời ơi. Nhổ nhâm. Nhổ mất đất ruột nó đi các bạn ạ. Có từng cái vỏ. Xin ơi, mất ăn. Ốc sắp hết rồi, là chưa ai dừng cả. Trong cây mà lần này không nên ai kêu cây nhỉ, không ai ai dừng.
có nữa rồi các bạn ạ. Ơ, phải tập ăn kín mồm này. Ăn mấy con lỏng mồm thì rồi còn con kín thế nào. Ui, chẳng được nhiều thế. Chị hôm nay chị quyết tâm, mất tiền nhiều quá rồi. Chưa thắng phát nào. Ui, áo em à. Thành áo ớt luôn rồi các bạn ạ. Xong hết rồi, còn những con cuối cùng nữa. Hiện tại mình vẫn đang là vua ăn cay đấy các bạn nhé. Tớ nhất định sẽ xoáy ngôi mày. Có một con này làm cách nào bây giờ? Thôi, cái này để chị nhá. Để em. Em chưa? Để em. Còn đếm rồi chị ơi. Nãy rồi mình vẫn còn một con ốc. Bây giờ đếm nhá. Đếm nữa chưa? Ok, cố đếm nhá đi. Vứt đấy nhá. Vứt vào đây đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 5, 4, 5, 5, 6, 7, 5, 8, 5, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Nè, vừa rồi, 73 rồi. 73 con các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 8, 3, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 viên. 50 con chuẩn. Thôi, lần này là chưa gì mình đã thua hàng cú rồi các bạn ạ. Giờ đến lượt Thương. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khoan. Tiếp. 1, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 50. Mình 50 con bán anh Tùng. Thanh tiểu thư xin mời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 38, 39, 40, 41 con. Mình được 41 vỏ ốc. Rồi, tiếp theo đấy là mình hăng hóng hết. 1, mình đặt nó to thôi. 2, 3, 4 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Yeah. Mình 73 con, chị Hằng có 6 mấy con thôi. Yeah. Trời, em đếm. Ôi, giờ còn Thảo đi nha. 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Yeah, mình có 7 quân. Mày có 7 quân thì vui đấy. May quá mình không ăn đến quân thứ 10, mình không biết đếm mà. Ok các bạn ơi, vậy là bọn mình đã tìm ra vua ăn ốc siêu cay rồi. Vua ăn ốc ngày hôm nay đó chính là Hằng Hóng Ốc. Chị nhân vơ à? Mình đùa thì thế. Đó chính là cú BD với số lượng là 73 con ốc. Xin chúc mừng cú BD. Vẫn thua các bạn ạ. Mình là mình cay lắm rồi. 66 con cơ mà. Kém cú BD có mấy con thôi. Ok các bạn ơi, vậy là trận chiến vua ăn ốc ngày hôm nay của mình đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Đừng quên like và chia sẻ video thật nhiệt tình nha mày. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.